Hari Won đã đăng ký hiến tạng, nữ ca sĩ cho biết chính cha cô cũng đang cần được ghép thận 10 năm qua. Do đó, cô đăng ký hiến tạng với mong muốn những người cần sẽ có được cuộc sống thứ hai tốt đẹp hơn. Câu chuyện về bé 7 tuổi có tên là Hải An quyết định hiến tạng sau khi qua đời khiến rất nhiều người cảm động trong thời gian qua. Sau 2 tháng vượt qua nỗi đau từ ngày mất bé, mẹ bé chị Thùy Dương đã có mặt tại chương trình Là Vợ Phải Thế để truyền đi những thông điệp tích cực, tốt đẹp. Nghệ sĩ Việt Hương và Hari Won đã rơi nước mắt và gửi lời cảm ơn đến bé Hải An cũng như nghĩa cử giáo dục cao đẹp của chị Thùy dành cho con gái. Ngoài ra, Hari Won lần đầu tiết lộ bí mật về cô đăng ký hiến tạng tại Hàn Quốc. Tôi nghĩ khi chết thì thân xác trở thành cát bụi thôi, còn lại gì nữa đâu. Vì thế, lúc trước ở Hàn Quốc tôi đã đăng ký rồi, nếu thân xác này chết đi, có gì xài được thì cứ lấy hết đi để người khác còn có được cuộc sống thứ hai, nữ ca sĩ bộc bạch với câu chuyện. Những bệnh nhân cần được hiến tạng, không sao đâu, chính xác. Cha của Hari Won cũng đối diện với tình trạng 10 năm qua, thậm chí ba của cô không được tốt, chỉ sử dụng được 10%. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi có ai đó hiến tạng để ba tôi có được cuộc sống mới. Nhưng chúng tôi biết rất khó. Số người cần nhiều, nhưng số người hiến rất ít. Cứ 3 tuần, ba tôi lại chảy máu một lần. Mới đây ba tôi vừa mổ ở cổ, ngực và tay. Phần tay do cắn nhiều quá kim tiêm nên hiện tại không thể cắn được nữa. Tôi vẫn đang chờ đợi một niềm hy vọng. Hy vọng Hari Won. Câu chuyện của bé Hải An là nguồn cảm hứng, động lực để mọi người có thể mở lòng mình ra, từ đó có thể hiến tặng cho những người đang cần thật sự.